Hello, chào mừng tất cả bạn đã trở lại với channel của mình. Và vào khung giờ này thì chắc chắn là một clip rất là đặc biệt, cho nên anh em phải ủng hộ cho mình mạnh nha. Khung giờ này là khung giờ mình rất là rất là clip đâu. Nói hồi léo lưỡi luôn á. Thì vào khung giờ này rất là ít khi mình up clip, cho nên khi mà mình đã có clip thì mong là anh em sẽ ủng hộ cho mình nha. Với lại chiều nay thì mình cũng có một clip khá là thú vị dành cho anh em, mong là anh em sẽ ủng hộ cho mình thật là nhiệt tình. Rồi, đừng quên những thao tác quen thuộc để ủng hộ cho mình, đó là like video, subscribe và tự quảng cáo. Cái này thì chắc là không thể nào mà thiếu được đâu, anh em nhớ ủng hộ mình đấy. Like ở đây, subscribe ở đây và quảng cáo ở đây. Cái gì đây? Tự hào U23 Việt Nam hả? Trời ơi, kịch mạnh anh em ơi, U23 Việt Nam. Và quảng cáo ở đây nữa là ứng dụng đọc truyện miễn phí trên di động, anh em phải tải về và đọc truyện ngay nha. Này, kích thật là mạnh cho mình. Rồi, cảm ơn các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đến với clip ngày hôm nay. Nội dung đầu tiên thì mình sẽ nói về một cái status mà ngày hôm qua mình đăng, đó là mình đăng là có thanh niên chửi AD ốc chó giờ 501 anh em tính sao đây. Thì để mình coi các bạn comment thế nào khi mà mình bị chửi là ốc chó, thì các bạn nghĩ sao và các bạn sẽ comment thế nào nha. Rồi ok, chúng ta bắt đầu xem từng comment một để xem coi các bạn sẽ xử cái thằng mà chửi cái đã các bạn sẽ xử lý cái thanh niên mà chửi mình ốc chó như thế nào. Đầu tiên là bạn Phúc Duy. Cắt chim ôi vành đai thật. Bình tĩnh bạn ơi, về nói bây giờ chúng ta ngồi xuống uống ly cà phê với nhau chứ, cắt chim nó thì nó sinh sản thế nào. Ok, bạn Đức bên SB gì đây, sao bảo cho tôi phải trường thiệt. Rồi bạn Vũ Quang Tuấn là gì đây, xin địa chỉ hả, xin địa chỉ làm gì, đừng nói tới cảm ơn nữa nha, lặng luôn á. Rồi à, mà anh Nam sinh năm nhiêu vậy, tò mò quá, năm bao nhiêu hả, mình sinh năm bao nhiêu đó hả. Ok, bây giờ tất cả bạn là bạn nào hãy các bạn nghĩ mình suy nghĩ theo cái suy nghĩ của bạn thì mình sinh năm bao nhiêu, các bạn hãy comment ở bên dưới video này nha. Đúng, các bạn hãy comment đi, comment nhiệt tình đi và mình sẽ xem được coi các bạn nào nói đúng hay không. Rồi, anh em cứ comment năm sinh của mình ở dưới đi, có thể là 2K 2K10, 2K9, 2K8, 2K7, 2K6, 2K5, 2K4, 2K3, 2K2, 2K1 gì đó, các bạn nghĩ thế nào các bạn comment gì thế đó. Rồi ok, bạn Chi Dân hả, đập nó xuống bật lờ. Ok, đập nó thôi các bạn ơi, nhắm chửi mình phải đập nó xuống bật lờ. Rồi gì đây, à bạn nói gần đúng đấy anh, bạn nói gần đúng đấy anh là sao, ý nói mình ốc chó thật đó hả, cày vãi các bạn thiên ngô này dám nói mình vậy. Rồi giết nó, bạn BNAK giết nó, giết lại tàu luôn ha, đừng có làm bậy bạ nha. Tiếp theo là bạn Kiệt Dora, KM nó là sao, KM nó là cái gì, KM là bạn viết tắt của chữ gì vậy, KM là gì ta, khuyến mãi hả, khuyến mãi nó hả, khuyến mãi là cái gì. Ok, 501 anh em của anh Nam thiến nó. Bạn Nguyễn Kim comment là 501 anh em của mình sẽ thiến nó, thiến nó cho nó hết sinh sản luôn. Rồi bạn Phạm Minh Thái cười ha ha, có vẻ như mình bị chửi thanh niên này rất là sảng khoái, cười rất là phê. Rồi bạn Lê Hoàng Thịnh thì kêu là chém nó, chém nó, ghê quá, anh em của mình không ngờ là giang hồ vậy luôn á. Rồi ok, à bạn Phạm Lê Thanh Đạt, chặt cổ nấu tiết canh cho 501 anh em ăn, vãi chưởng gì mà ghê vậy, chém chết nó anh. Bạn Trần Lê Phát kêu là chém chết nó. Rồi ok, bạn Nguyễn Ngọc Thành Công kêu là tử hình nó, mò tử hình, cắt lưỡi nó AD nghĩ sao, vãi đai, cắt lưỡi nó biết nói thế nào, anh em thật là kinh dị quá, mình thật không ngờ anh em là kinh dị vậy luôn á. Rồi 501 anh em mút nó, vãi chứ mút. Nếu mà các bạn ghi mút nó thì nghe còn hợp lý nha, cái chữ mút á, đây nè, chữ mút mà chữ cờ á, đó, chữ mút này mới là đánh đó nè, con này là mút nó mà, không lẽ lè lưỡi ra mút nó à, ôi trời ơi. Bạn Nguyễn Nhật kêu là cắt cu nó. Vui vãi, lâu lâu có mấy status mình đăng chơi anh em comment vui nha. Thì anh Nam hỏi nó mình ốc chó chỗ nào, nói mình nghe, rồi phải trưởng thanh niên thì comment này lên trời ơi là trời, kêu là hỏi mình ốc chó chỗ nào nữa hả, cay vai. Like cho bạn nè, bạn Gấu Thuyết Phúc, anh hỏi nó lý do chửi, nó có nói lý do đâu, nó thích thì nó chửi thôi. Ai à, bạn Hoàng Thiên Dương Phong ở đây là sao ạc rồi. Ok, gì đây, có cả gái này nữa hả, ô gái xinh, gái xinh, gái xinh, gái xinh,
Ôi trời ơi, gái xinh, gái xinh. Comment thôi, comment. Không được, mình không nên comment vào một cái hình ảnh gái gú thế này. Như thế là không được. Ok. Này, đó là nội dung đầu tiên mình muốn nói cho anh em. Đó là về status của mình và comment của fan của mình. Còn bây giờ thì mình đến với nội dung chính của clip. Đó là hiện tại thì có một status như sau. Ở đây thì có một cái hình ảnh nói về Mirella. Ở đây thì bạn Kiyogata Kiyotaka Anayokuji, bạn ấy đã đăng lên status với nội dung là fan Mirella nha, đừng gạch đá. Có nghĩa là ở đây thì có một cái bạn. Ok, để mình tìm cái bên ngoài có không nha. Này, ok, mình tìm ở bên ngoài thì mình không thấy rồi các bạn ơi. Có link ở đây nè, rõ ràng nè, nhưng mà mình không thể nào mà tìm được link. Ok thôi, thì mình đọc ở đây cũng được. Lưu lại tấm hình này đã. Ở đây có link nè các bạn, nhưng mà mờ quá mình đọc không được. Rồi, ok thôi bỏ qua đi. Bây giờ mình sẽ đến với cái nội dung. Thì có nghĩa là một cái bạn nào đó ở đây fan của Mirella, cho nên bạn ấy đã lập ra cái bạn này để nói về, nói chung là dự đoán hoặc là thống kê về cái biểu tượng cũng như là hệ số các kiểu của Mirella khi mà lên Sura. Hiện tại thì Mirella vẫn chưa có Sura, chỉ có mấy Haki thôi. Cho nên rất là nhiều thanh niên này đã lập cái bạn này ra với cái mong muốn giống như là dự đoán tương lai và coi thử coi Mirella mà bạn ấy làm sẽ như thế nào nha. Mình sẽ cùng anh em theo dõi coi thử nó như thế nào. Ok. Mirella Sura tiến giải đồng đội cần cấp Haki là 12 cấp. Có nghĩa là các bạn Sura là 12 cấp Sura đấy. Giống như Jim Bell, Boa và Luffy Sura đó. Tiến giải đồng đội cần level 125. Rồi ok. Về kỹ năng thường của Mirella sau khi Sura như sau. Đánh bằng ma khí. Thưởng thức rượu ngon gây sát thương hàng dọc. Wow. Ghê nha. Cái này ngon rồi nha. Bình thường Mirella của chúng ta chỉ là sát thương một mục tiêu thôi. Dạ mê hoặc. Cái này thì chắc là mình sẽ truy cập vào game luôn quá. Ok. Mình nghĩ là mình nên truy cập vào game để mình coi coi Mirella hiện tại như thế nào và Mirella dự đoán như thế nào chứ, đúng không? Ok. Anh em đợi xíu nha, mình vào game cái đã. Anh em trong thời gian chờ đợi nhớ like game, subscribe cho mình nha. Và quảng cáo có thì anh phải kích nhiệt tình đấy. Ok. Rồi, ok man. Mình chỉnh lấy khung hình đó nha các bạn. Này, mình thấy có vẻ thú vị về cái con Mirella Sura này rồi đấy. Ngon thật đó chứ. Rồi, vô đây vô lẹ đấy. Trời ơi, anh đang rất là cần đấy. Chú đừng đùa với anh. Gây sát thương cho một mục tiêu, cho hàng dọc. Có 60% gây mê hoặc mục tiêu, hồi 25 nộ cho đội lợi phê ta. Ok, vậy là vẫn 25 đồng đội, 25 nộ, ok. Nhảnh đế, trời ơi, trời, mày đùa tao à. Anh em hãy like video thật mạnh cho mình, subscribe và kích quảng cáo nhiệt tình nha. Rồi, right, vô. Vui vãi. Trời ơi. Đây, 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 đây. Anh em bình tĩnh, anh em bình tĩnh nha. Mirella của tôi đâu rồi, Mirella của tôi đâu rồi. Đây, 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 đây. Mình nói về kỹ năng thường của Mirella Haki cho các bạn coi. Ủa? Cũng là thưởng thức rượu ngon luôn à. Phải thay đổi đi chứ. Vẫn cái này mà là thưởng thức rượu ngon đó nè. Phải đổi lại. Là thưởng thức rượu độc. Hoặc là rượu mê hoặc. Phải ghi là rượu mê hoặc. Rồi ok. Skill này là nâng ly rượu kính nhau chúc phúc, đồng thời làm cho mê hoặc. Gây sát thương một mục tiêu ngẫu nhiên phe địch và có tỷ lệ bị mê hoặc một lượt. Hồi 25 nổi cho đồng đội phe ta, không tăng nổi cho mục tiêu. Rồi ok. Còn ở bên đây thì sao? Gây sát thương cho hàng dọc. Vậy là không có cái dòng chữ ban đầu, dòng chữ mà lịch sử bên ban đầu á bạn. Có nghĩa là nâng ly rượu lên kính nhau rồi đó. À đây không có. Gây thương cho hàng dọc có 60% gây mê hoặc mục tiêu. À có nghĩa là bây giờ có luôn phần trăm rồi. 60% là rất là cao nha các bạn. Rồi, tiếp theo là hồi 25 nổi cho đồng đội phe ta. Thiếu cái mở ngoặc không tăng nổi cho mục tiêu nữa. Thế nó mới hay. Chứ bây giờ không ghi vậy là chắc chắn người ta nhìn vào ta sẽ tưởng tăng nổ đấy. Rồi ok. Về kỹ năng nổ nha. Kỹ năng nổ của Mirella của mình là đôi môi mê hoặc. Còn kỹ năng nổ này là vẫn là đôi môi mê hoặc và chưa hưởng thực. Rồi. Không ai có thể cưỡng lại được nụ hôn mê hoặc đó. Có cái dòng chữ mở đầu thì ta đọc chúng ta thấy rất là kích thích luôn.
gây sát thương cho một mục tiêu địch và mê hoặc mục tiêu một lượt, có tỷ lệ mê hoặc mục tiêu có nổ khi cao nhất phe địch một lượt nữa, đồng thời hồi 35 nổ cho toàn bộ phe ta. Rồi ok, còn khả năng nổ của Mirela Sura thì như thế nào đây? Đôi môi mê hoặc gây sát thương lên toàn bộ mục tiêu. Hơi quá rồi đó, mình nói chạy là hơi quá rồi đó. Có điều vẫn không có cái dòng chữ đầu là không ai có thể cưỡng lại. Gây sát thương cho toàn bộ mục tiêu mê hoặc mục tiêu đối diện một lượt. À, mục tiêu đối diện trước mặt đó. 60% mê hoặc mục tiêu khác. Vãi. Mê hoặc mục tiêu khác. Không có nói rõ ràng mục tiêu nào gì cả nha. Ôi trời ơi. Và hồi 40 nộ cho toàn bộ phe ta, vậy là từ 35 nộ lên được 40 nộ. Lên được thêm 5 nộ nữa. Rồi ok. Rồi, đó là về hai ca kỹ năng. Còn về tiếp theo là về biểu tượng thiên phú. Về kỹ năng thiên phú á, thì cái năng lực cơ bản là vật phòng cộng 800, ma công cộng 800, sinh mệnh cộng 5k. Và khi bị tấn công sẽ tự động tăng 10 nộ cho bản thân. Úi xời. Cái chuyện gì đang xảy ra cái này? Khi bị tấn công sẽ tự động tăng 50 nộ. Vậy ví dụ nha, chúng ta đặt con Mirela đằng trước cho 5 đứa đánh liên tục, 5 đứa đó thì chúng ta sẽ được 50 nộ hả? 50 nộ. Kể từ đó 25 nộ ban đầu nữa, chúng ta sẽ được thêm tổng cộng là 75 nộ. Thêm một đứa búp lần sau rồi 25 là đủ 100 nộ. Ê trời ngón. À, mà cũng chưa chắc. Tại vì trận hình đối thủ của chúng ta thì đa số đều là có 2 búp nộ. Rồi ok. Nhưng mà có một cái thú vị cái đây. Mình thấy có một cái thú vị là mỗi lần bị tấn công là sự tự động tăng 10 nộ, là mình thấy vui đó. Rồi ok. Còn về ảo mật nha các bạn, thì cấp 3, chúng ta nâng thiên phú cấp 3 thì sẽ được cộng thêm là giảm sát thương đánh thường 3%. 3% thôi vậy, ít vậy. Còn level 5 á, thì ma công sẽ được cộng thêm 5%. Rồi còn về cấp 7 nha các bạn, thì giảm sát thương phải chịu 7% vĩnh viễn. Có nghĩa là từ đầu trận cho tới cuối trận luôn là sẽ giảm được sát thương phải chịu là 7%. Sát thương phải chịu này thì bao gồm cả sát thương đánh thường, sát thương đánh nộ luôn. Thì ở đây nó ghi rõ ràng là giảm sát thương phải chịu thôi, chứ không có ghi nộ hay thường, cho nên mình sao biết được. Đúng không anh em? Sau 2 lần nộ sẽ hồi máu cho bản thân và đồng đội thấp máu nhất. Wow, cái này vui nè. Sau 2 lần nộ, có nghĩa là sau 2 lần mà sử dụng kỹ năng nộ xong á, thì sẽ hồi máu cho bản thân và đồng đội có thấp máu thấp nhất. À, vậy là sau khi Suga xong thì Mirela có thêm cái vai trò gọi là vai trò hồi máu. Đó. Và có một hiệu quả ẩn của Mirela Sura nữa, đó là miễn dịch mê hoặc và hóa đá cho áo. Wow. Vậy là Mirela Haki bình thường chúng ta chỉ làm miễn dịch được mê hoặc thôi, bây giờ chúng ta có thêm miễn dịch được hóa đá và choáng nữa. Wow, cũng được đó chứ. Các bạn này cũng fan của Mirela cũng khá đó chứ. Nói chung là lập cái bạn cũng rất là ngon, rất là tự tin. Rồi mình thấy có một số điều nó hơi sai sai cái, nhưng mà cũng được. Nếu mà nhìn Mirela y chang vậy là mình xin bái phục, mình xin cam đoan nha anh em. Khi nào mà Mirela có Sura mà y chang như vậy, mình xin quay lại clip này, mình đặc biệt mình trân trọng cái bạn này luôn. Mình sẽ cho bạn ấy lên TV đặc biệt, một clip đặc biệt luôn. Bây giờ làm sao để mình tìm được cái này ra. Ok anh em đợi xíu để mình tìm nha. Cái web của nó là from gì nè, để mình tìm coi. Đây. Đây là trang chủ nè, để mình tìm coi. Cần lắm chức năng lấy lại đá khắc ấn. Ui vãi thiệt, đá khắc ấn sao lấy lại được. Để mình kiếm mấy cái bài viết á. Mirela Sura nè. Có không? Sida lắm hay sao mà không thấy ai xài. Vậy giờ của mình mà nó kêu Sida kìa. Ok. Tướng trong game. Cái này là gì đây? Nói chung là mấy cái bài viết của fan One Piece đó các bạn. Rồi, rất là dài luôn. Không mua game về xóa Mirela. Xài, sao phải xóa Mirela vậy? Buồn thế à. Mình vẫn chưa tìm được Mirela Sura các bạn ơi. Ok. Cái này là gì đây? Đây rồi. Chính xác. Đó, chào bạn. Ủa? Tuần sen vui tặc bật mấy update hả? Có nghĩa là có update thiệt hả ta? Cái này là bật mấy đó các bạn. Hình như là thiệt luôn á. Cái này là các bạn hồi nãy mình nói cho các bạn thôi, chứ không có gì cả. Bảo thạch 9 sao. Đẹp phải. Đẹp quá anh em ơi. Và bảo thạch 9 sao thì mình có thấy ở bên web và hải tặc Việt rồi. Nó không phải hình dạng như vậy.
hình dạng của nó là giống như cái viên kim cương nhưng mà thuộc dạng được mài dũa hình thoi á, rất là đẹp. Còn cái này thì thuộc hình dạng như là hình chóp, hình ngôi sao, cũng đẹp, cũng đẹp, cũng đẹp. Ok, còn về bà nội Mirella Sura này thì khỏi đỡ luôn, là phòng bố hết trần luôn kìa. Bụi tụi Sura là hình trái tim màu xanh, trời ơi thơm ngon. Tuyệt vời, tuyệt vời. Đây, mình đã tìm lại được rồi. Ai, cảm ơn một lần nữa bạn. Ok, từ từ đợi một xíu. Mình vừa thấy có một cái tuần sen mới. Đây phải không ta? Cái này cũng y chang thôi. Rồi, ok. Đây, clip của mình tới đây thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Anh em cảm nhận như thế nào về Mirella Sura? Và nhớ để lại comment cho mình biết. Và đặc biệt là đừng quên comment cái năm sinh của mình. Hồi nãy mình nói đấy. Anh em cảm thấy mình sinh năm bao nhiêu? Hãy comment. Ok, hãy like video thật mạnh, subscribe ủng hộ cho mình cũng như là click quảng cáo nhiệt tình cho mình nha. Đó là cái thứ không thể nào thiếu được rồi. Like, subscribe và quảng cáo nằm đây và nằm đây rồi. Đặc biệt là có quảng cáo truyện tranh này thì anh em nhớ kích nhiệt tình đi. Vào tải cái ứng dụng này về đọc truyện trên điện thoại nè. Đó, và quảng cáo này cũng phải kích nhiệt tình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.